Quý vị ơi, thầy rất đẹp trai luôn. Quý vị nay làm răng sao trắng vậy thầy? Trắng mà không đầu vậy trơn vậy? Hôm qua tao rớt cái răng này, cái bác sĩ bệnh viện đích thân lên đây gắn liền để sợ nó phốt hả? Sợ thầy đưa lên YouTube mà ngộ mày, tao đang ăn mà thằng quỷ Tuấn á đang ăn rớt ngay mặt nó luôn, là sao giấu. Đang ăn mà quên mới đang nha, tưởng nó nuốt thiệt mày. Vậy? Ăn cái cộm cộm táo lử cái nó lụm ra, ủa răng con rớt cầm răng ra hoài luôn mày. Ủa nghe nói thầy bán tượng Phật để tiêu tết mà thầy giới thiệu em một vòng hả thầy? Giờ mày tán mày khịa mày. Ủa vậy rớt cái răng rồi nó có mắc răng luôn. Lụm nhắn vô nàng nè, ủa cái tượng này bằng vàng nè, thấy không, quá dữ luôn. Thấy nè đó, thấy không đó, bà thầy, cái đó thầy bán nhiêu tiền hả? Cái tượng Phật bằng vàng triệu. Đó 50 triệu. Cái này hả, 120 triệu. Rồi cái bữa con thấy thầy ba có cái dương vật bằng sắt luôn rồi. Đúng rồi, thằng này cặn này mà bán hoài không được, để hoài bán được nè. 60 triệu, giờ lên 80 triệu. Rồi giá khởi đầu 60, cầm cưa đó. Rồi một hàng ở chuồng ngồi chùm hổm. Rồi còn gì nữa không thầy? Rồi còn tượng nè, các cái tượng như là Quan Âm nè, Quan Âm nè, Di Đà nè, Địa Tạng nè. À, sao? Đây đây là Quan Âm nè, ở trên nè. Ờ đó đó, khoai không mày, ngứa ngứa. Địa Tạng nè. À, cái đó bán nhiêu thầy? Này hả, 45 triệu. Trời ơi, vậy tính ra tài sản của thầy tiền tỷ á. Tượng Phật nó rẻ hả? Đâu mà đi mua đi, thầy chỉ tiệm cho. Cái tượng từ 45, 80 triệu, 100 mấy chục triệu không. Còn mấy cái trăm đài rẻ hơn hả? Đây có tượng Phật giá Thái Lan rồi, Campuchia vậy nè. Cái này Campuchia Thái Lan nè, này 8 triệu nè, 16 triệu này, 10, 12 triệu nè, 14 triệu nè. Có cái nào cho em không thầy? Có này nè. Trời ơi, có cái này nè, cho mày luôn. Ăn không? Ăn nói vậy đó. Cắn đi, chứ tao hỏi mày thằng tao có gì để cho. Thầy có cái đồ đó đó. Có cái đó quý nhất trong cuộc đời của thầy, tao cho mày, mày còn đòi hỏi gì. Mày nói giờ thầy ơi, thầy khổ quá thầy ơi. Đó. Giờ muốn làm bông này ha, gắn bông. Còn bông là bông chứ đâu phải bóng mày, tao nghe nó bóng rồi. Giờ mà sao tao đánh đâu lạ quá chứ tụi mày. Ù má mày đâu bóng mà mày. Đúng không? Ủa thầy, sao thầy làm không đều hết răng luôn, tự nhiên làm ở trong vậy nhìn nó ghê quá. Thì bác sĩ nó cái đen cái vàng cái trắng vậy. Thì nó nói tiền không có. Đâu. No. Ông làm từng cái, làm cho 32 cái á. Điếm đều. Sợ luôn á. Ủa làm miễn phí hay làm trả tiền vậy? Nè. Thì mày nghĩ ngộ quá mày ơi, trong cuộc sống này thì còn tưởng là người ta nhờ gương mặt của tao quảng cáo cho cái nhà kho người ta thì người ta không lấy tiền. Thì tao đang chờ đợi này xong đi rồi tao lên tiếng, còn chưa có tài trợ xong mà sao nói mày. Thì đang tìm nè. Vậy hả? Nói... Nha, quý vị ơi, nhà kho nào mà có nhu cầu tài trợ ông thầy làm răng thì liên hệ Bình Định Giáo Yêu 0933165966. Bình Định Giáo Yêu làm quản lý cho thầy. Du gì? Ê mày, hàm răng mày cũng đẹp, mày cho ta được không? Không, giờ răng thiệt luôn, nó nhổ bên đó nó ráp qua liền luôn được luôn. Vậy hả? Nó dính liền luôn. Bây giờ mày cũng làm răng cho ta đi. Hồi xưa em nhổ mấy cái răng khôn á, dùng hết trơn này. Lụm là được. Răng thiệt mà còn tốt là không bị sâu là người ta cấy lại được. Mà sao thầy cái miệng thầy mà ăn dữ lắm, sao răng là xấu vậy? Trời ơi, răng tệ thiệt á chứ. Ăn mặn quá mà. Ăn cái mùn què má cái họng xấu. Ăn nói vậy thầy. Sao thầy chưa qua Tết đâu mà thầy chưa trả tiền điện em này. Tại cái số tao nó vậy. Mà mày bữa sao mày dẫn thằng nào con nào lên mày dám mở cửa mày vô. Có ai thằng nào con nào, có mình con mà. Mày vô ngồi chị cho mũi cắn mày, mày còn ngồi mũi cắn giờ còn sưng giờ nè. Mốt là không có mở cửa nha, tập cái tánh mày dân ăn học. Mày hô mày nói mày bằng thật. Mày vô nhà hay vô chùa người ta mà người chủ tao trước tao bán. Mày không ngồi nói chuyện trước, mày chui vô trong. Sao tao biết cái mở cửa hay vậy? Cảm không biết, hả? Có thằng khác học nè. Ai học? Ai không biết. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà chùa của thầy như chùa của con mà, con sư phụ là mày một có mà. Ở ngày nào đâu. Mày có lấy tao ngày nào đâu, mày hô của mày. Nên là chùa của thầy em vô bất cứ lúc nào cũng được, tại chùa thầy là cũng như là của đệ tử luôn. Nhảy khi nào thầy trả tiền cho em tại. Vậy.
Tiền điện của tháng này tao đóng chưa mà sao chưa luôn. Chưa trả tiền điện. Ủa tao gửi cho mày mày chưa đóng luôn hả? Tưởng đâu mày tăng lên triệu mấy rồi chứ. Nó hay gửi cho em mà tao gửi tiền đâu mà đóng. Gửi cái mã tiền điện đó tháng này nè. Nhưng mà chắc ngày mai mốt gì đó. Ê, nay đầu tháng rồi. Nay mùng 2, mùng 3, mùng 6 là có mùng 6, mùng 8. Cắt điện hả? Hồi hồi mùng 8, mùng 8, mùng 8, mùng 10 mới cắt. Hôm bữa đó có anh Quốc Vũ ở Bình Thuận gửi cho thầy 600 ngàn. Mà 100 ngàn anh biểu là cúng dường mua đồ cho thầy, còn 500 đưa thầy. Mà bữa đó lên mua hai bịch cháo với con chả lụa là hết 100 ngàn này, còn 500 ngàn. Trời ơi, nó cũng chờ mua cháo nó cho. Người ta biểu mua mà. Người ta biểu mua đồ cho thầy ăn thì mua 100 ngàn. Thầy ớn ông nạt tao đục có 100 ngàn mày làm cái gì mày nạt tao dữ. Thôi nói sai rồi thật, em có quyền chửi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn Quốc Vũ á, ở Bình Thuận đó. Mà 500 trẻ. Ngàn mà nó xài xỉa tao như chó mày ơi. Tại thầy ai biết thầy nghĩ người xấu người ta. Người ta dặn rõ ràng, người ta dặn 100 ngàn mua đồ ăn cho thầy. Còn 500 ngàn mà tao có ăn nào. Ai biết thầy không có chùa chứ. Thấy không, vậy tao mới nè, không có ăn. Giờ trả lại 500 ngàn. Vô gì là 100 ngàn kia kìa. Thầy 100 ngàn đó là mua đồ rồi. Ai biết thầy mà không có chùa. Mà tao chưa ăn. Không có ăn thì sư cô ăn, mẹ thầy ăn. Nữa nữa cũng không, tao chọi cái này vô mặt. Buổi tối về thầy ăn nha, mua hai bịch cháo thầy đừng mày xạo. Mày bỏ cái từ ngữ đó giùm tao một cái nha mày. Từ ngữ gì? Cấm tu hành là không có mẹ cha gia. Bây giờ con nói là cái gì? Không được nói. Bây giờ con nói gì? Giờ mày nói chuyện gì gì xã hội hay gì mày không hỏi mày nói câu đó không? Đủ má cái bằng này tao mày tao tức rồi. Cái bằng bằng bỏ mẹ nè, bỏ cha nè, cái bằng gì? Bằng vô giáo dục như mày nè. Không có gì bằng tiền hết trơn á. Rồi thấy không? Rồi mày nói mày mốt nha, mày không có tiền mà chết với tao á. Tự nhiên qua Tết rồi mà còn gắn bông rồi trời. Nói giỡn chứ bữa nay mới có mấy mùng mấy Tết rồi quý vị. Bữa nay nhiêu rồi? Cần Tết rồi. Không biết bao nhiêu nữa. Thầy, gì? Tết em không ở đây, thì giờ thầy lì xì em đi thầy. Thì mày ở mày lao động đi, mày quét dọn, mày chăm sóc chùa, lo tiếp khách đâu đi, ta lì xì. Lì xì gì? Năm nào có lì xì có một đô à. Trời ơi, cái đó trời ơi, mày là nghe đại gia mới được vậy chứ, còn người khác làm gì có được đô đó. Vậy hả? Thơ khơ làm gì có. Vậy là chỉ có mình Bình Định mới được đặc quyền đó hả? Ừ. Mày nói chuyện trên trời dưới đất không? Thầy ăn gì chưa thầy? Gì? Thầy ăn gì chưa? Chưa. Dạ bông thầy dư rồi thầy? Chưa đâu dư, chưa. Tưởng dư cho hay... em. Cho. Cho em đem về quê em gắn cái gì em xin đó. Mày ba trợn nhất á. Bữa cho nó họ bớt dạ lòng mày vậy thiệt. Tao vì mày mà tao giả bộ tao chữ đừng cho họ cho mày gỡ đi cái nỗi đau. Trời người ta gọi người ta chữ thầy em. Thì mày chữ mà mày không chữ mà mày còn bắt chước mà khịa theo nữa. Những gì xã hội người ta phức tạp mày ta khịa mà mày còn bắt chước theo nữa. Ví dụ như người ta nói vậy mày phải nói lại rồi mày cái từ ngữ mày trên mạng mày cũng nói như sao. Còn tu mày cũng nói tu rồi là gì rời khỏi gia đình, rời khỏi cha mẹ gia đình. Hồi xưa là sinh đẻ là con của cha mẹ mà khi đã tu rồi là một vị sư vị thầy là trở thành một người đắng tối cao là một vị tu hành chân chánh rồi ha, tu hành rồi thì không còn là máu mủ cha mẹ nữa mà một người mượn khăn để đỡ đẻ mình ra đời chào đời. Khi tu người ta nói là người đời thì xuất gia xuất giá theo chồng còn thành là tu, xuất gì? Xuất gia là gì là ra khỏi nhà, ra nhà thế tục, ra cuộc sống cha mẹ anh em. Rồi giờ tu mày nhắc tới cha mấy mẹ hoài, mày cứ nhắc tới cái đó kêu tao không chữ đã, tao nói giải thích mày lần này lần thứ tư rồi nha mày, đừng thứ năm là tao cho mày tao lấy kìm này tao bóp cái gì của mày tao nắng sao nhịp đép vậy cắn đứt ra luôn cho mày biết. Mà thầy có tu ngày nào ra mình thầy nói nữa thấy không đó mày chính thì cái câu mày á đó thầy tao nói mày tao không tu thì mày cũng không học. Trời ơi người sao em học học mà ăn học mà nói vậy hả đó kêu tại mày em đâu thấy thầy tu đâu thầy đi xuống ngày thầy đi ngông ngông miết à. Bình Định có bằng giả con ơi, học đại học á, bằng học đại học mà không biết học ở trường nào rồi chim để hạc sĩ nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lòi cái bằng hạc sĩ nó ra đè 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 đè. Tao nói chỉ có thầy bằng giả thôi chứ Bình Định chứ không có gì giả hết á. Rồi thầy tao thật má. Ủa sao nhận tiền người ta rồi không có hồi hướng công đức không cảm ơn vậy trơn vậy? Ừ tao đang chửi mày. Đừng có ngửa tay xin tiền chứ. Đó giờ đổ thừa tới cái chuyện vụ này nó giờ chửi em nhớ đâu nói không quên sao. Tao đang nói thật dạ. Rồi cảm ơn tên gì mày?
Trời ơi, Quốc Vũ ở Bình Thuận. Chứ không phải bữa nó tới hả? Không, đâu tới đâu, đưa gửi cho con mà. Bữa đó là bữa đó, bữa con vô quay sơ cô đúng không? Còn đi sau đó đó là anh Tuấn á, anh Tuấn với vợ ảnh với ai đi theo con đi mình xưa giờ mà. Phải, hỏi cô đấy. Thôi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Cảm ơn. Cảm ơn mạnh mẽ lên thầy, cảm ơn mạnh mẽ lên xem bóng quá vậy. Ủa mày mày khùng mày gì cảm ơn, ta phải nói nhẹ nhẹ chứ. Khùng khùng má, mày cứ tới ngày khị khị á tao không à. Mày làm như mấy thằng liệu, mấy thằng dinh dinh nè. Mắm mưa mắm, bóng mưa bóng. Bóng đừng làm tôi bóng luôn nhân bóng. Số tôi đã bóng mà mày làm cho ta còn bóng hơn nè. Xưa bóng mà nay còn bóng. Mơn 500 ngàn của Huy Vũ hay Hoàng Vũ? Trời ơi, Quốc Vũ. Quốc Vũ, à, Quốc Vũ. Ta tưởng bạn nói là... làm đề lên bữa nào lên. Ta tưởng đâu qua hậu Hoàng Vũ ấy chứ. Bạn nói khi nào lên Sài Gòn muốn ở chùa là được không? Tôi tưởng đâu là cái gì Nam Vương người mẫu gì vậy. Thôi hậu Hoàng Vũ hả? Kỳ này vô. À, thái trai từ tâm tấp à. Kỳ cục. Đời con trai mà không nhớ trai, em thương trai, thương hai mày. Trai vậy mà, sao tết trai này mà thầy, gì? Thầy. Gì? Sao heo uống quá vậy? Chứ làm gì có tiền mày. Mấy năm trước xâm tụ lắm mà sao năm nay không có ai cúng dường vậy trơn, sao mà sống trời. Sống gì đâu mày. Vậy mà tiền sống... đâu làm răng mấy chục triệu. Má không biết tết này cái hàm răng. Làm hết, thầy làm hết chứ làm lỡ cửa gì có sao á. Không giờ mình cứ ký nợ đi ha, ăn tết xong trả nợ. Rồi, góp tiền lì xì trả tiền gì phải không? Bây giờ có tiền rồi trả tiền điện bữa em nắm giùm kìa. Thôi ý mày mở đưa 500 trả mày lại chỗ quê phải không? Rồi bữa nào mày đóng lại kia nè mày trả 100 còn thiếu 200 để cho nó dài dài đâu cái tay quên cái tiền. Trời ơi. Ủa tiền nó rớt mất tiêu rồi. Sợ lắm luôn. Rồi, thôi, lát tính sao rồi, lát đi tìm coi. Hỡi các dòng linh của hồn, các con ăn nó đủ rồi, hãy xui khiến họ đem tiền về cho sư phụ con ơi. Dòng linh, hỡi dòng linh. là tiền đâu? Đây trên một mâm luôn. Sợ thài luôn á. Thài tào lao chấp chết luôn á chị. Thấy không? Tụi bay cứ nổ hoài. Giỏi thiệt hết chứ. Không ngờ thầy là con trai luôn á. Gái đứa giỏi thiệt. Câu trước câu sau là ta nói cái kìm này có hai cái nha. Tao bỏ một cái, hy sinh một cái ấy. Giờ mày làm cái gì mày làm đi. Mày đừng khỉa tao. Tết nhất ở nói sư phụ ơi, có việc gì làm không? Tao nói bông nè con. Tết ráng ăn bông. Mình giàu mà thầy, mình giàu mình mua đi làm gì cực rồi thầy. Thì kiếm người cũng vài trăm triệu đi. Cái bữa thầy nói có tỷ vài trăm triệu mà. Vài trăm triệu tao đi mua bông nó làm sẵn luôn. Bình có sẵn luôn, chỉ có bỏ xe tải kéo e là về tới đây luôn. Thầy bữa thầy nói có trăm tỷ, ngàn tỷ, thầy lấy tiền nó ra xài đi. Tự nhiên thầy nói thì nổ quá vậy. Nổ quá, người ta không có giường cái gì, người ta tưởng thầy giàu thiệt. Rốt cuộc không có gì hết. Hôm nay tới ngày mười mấy âm rồi. Chi? Đúng rồi, mười mấy âm lịch rồi đó. Mà thầy vẫn sậm nụ. Khổ ơi là khổ. Giờ vô cắn mấy bông, hai cái ghế thầy ngồi nó sang cây bông chưa xong nữa kìa. Vô trong không? Cắn trong ha hoài. Ở ghế tao máu mua nè, giờ Tết nè, thầy tính ai tới Tết là ghế này là ngồi nó gọn hơn ngồi trước nè, học sinh. Còn trong thì để đón những... Rồi có tính tiền không thầy? Thầy gì? Ngồi ghế có tính tiền không? Không. Quý vị ơi, em có bán lạp xưởng Tết quý vị, lạp xưởng tôm đặc biệt với giá là 220 ngàn một ký. Còn lạp xưởng tươi là
201 quý vị nha. 220.000 một ký, bèo lựa bèo lựa. Vả quá rồi, bán tốt, đồ tốt quá trời luôn. Đây là thịt nguội ở ngoài Bình Định luôn, gửi vô là em bán là 95.000 một cây là nửa ký. Còn cái đây là 90.000 là chả lụa, là nửa ký là một cây luôn quý vị ơi. Chả lụa là 90.000, còn thịt nguội là 95.000 một cây. Quý vị ơi, em có bán thuốc bổ thuyên khớp glucosamine loại 220 viên, 850.000 và receipt toàn quốc.